cá ngừa, bà con ta biết cá ngừa hết rồi phải không bà con? Mà cá ngừa này cái giống nó là phục vụ cho nam giới là chính bà con à. Cá ngừa nó còn có tên, nó nhiều tên lắm nha bà con. Cá ngừa nó tên là hải long, hải mã, thủy mã. Wow, đó, tên cá ngừa nhiều quá. Nhưng mà cá đực thì mang thai và sinh con. Thì như vậy là nó người không ăn, sử dụng được cá ngừa, người không ngâm thuốc rượu cá ngừa được, đó là những người có âm hư hỏa vượng, cảm cúm, người bị sốt, bà bầu, huyết áp. Những người này là vui lòng đừng sử dụng, đừng dùng cá ngừa nha bà con. Há ngừa nó có nhiều tên vô cùng, đó là nó có tên hải long, hải mã, thủy mã. Mà cá đực nó mang thai và sinh con. Không hiểu các nhà khoa học gọi sao cá đực nó mang thai. Như tôi nói thôi để ra là cá cái thì cho rồi. Nhưng mà khoa học người ta nói thì mình phải nghe theo. Những người không sử dụng, không ngâm rượu, không uống nước rượu được của cá ngựa này là người có âm hư hỏa vượng, người bị cảm cúm, người bị sốt, bà bầu và huyết áp. Là vui lòng đừng sử dụng cá ngừa nha bà con. Đừng ngâm rượu và đừng uống rượu có cá ngừa bà con à. Uống vào thì bệnh chúng ta không tốt gì. Cho nên vui lòng đừng dùng cá ngừa, đừng uống rượu cá ngừa. Còn ngoài ra cá ngừa nó tốt cho sức khỏe. Nó tốt cho là can, thận, tráng dương, điều khí. Đó, tráng dương là cũng mấy anh nam giới nha. Đó, hoạt huyết, rồi tán kết tiêu viêm, tốt cho dương cương nam giới, liệt dương, dị tánh dị liệu, thần kinh suy nhược. Wow, tốt quá bà con ha. Sanh khó, ngâm với rượu thì chúng ta loại rượu trắng tốt, loại rượu trắng, rượu mà nấu tài lò, rượu tin tưởng được thì chúng ta ngâm 10 con cá ngựa thì ngâm với 2 lít, 3 tháng sau uống được 30 ml, hoặc là 20 con ngâm 20 lít rượu, 2 tháng uống được 30 ml một ngày, uống 5 ngày liền liền. Nếu ta uống 5 ngày liền liền thì bà con phải vui lòng nghỉ 2 ngày rồi mới uống tiếp bà con ơi. Chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp, cá ngựa bà con ơi.